Xin chào tất cả các em. Trước khi bước vào buổi học ngày hôm nay, cô xin hỏi các em một số vấn đề như sau. Có bạn nào biết được là chúng ta đã sinh ra và lớn lên như thế nào hay không? Hay là nhờ những cái cơ chế, những cái quá trình nào diễn ra trong cơ thể mà giúp các em sinh trưởng và phát triển? Để trả lời cho tất cả cái câu hỏi đó, thì hôm nay cô cùng các em sẽ tìm hiểu một số quá trình đã và đang diễn ra ở bên trong cơ thể của chúng ta. Đó chính là cái chủ đề về nguyên phân, giảm phân, cơ chế phát sinh giao tử và thụ tinh. Chủ đề này bao gồm có 3 tiết. Ở tiết này chúng ta sẽ được học về quá trình đầu tiên, đó chính là quá trình nguyên phân. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các cái nội dung chính sau. Phần thứ nhất đó là những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân. Và phần thứ hai đó là ý nghĩa của quá trình nguyên phân. Trong sách giáo khoa của các em á, nó bao gồm có 3 phần, còn có thêm một cái phần nữa, đó là biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kỳ của tế bào. Tuy nhiên á, cái phần này nó đã được giảm tải bớt, nên là ở cái quá trình nguyên phân này chúng ta chỉ tìm hiểu hai cái nội dung thôi. Nhưng mà trước hết thì cô sẽ nói sơ về một chút khái niệm chu kỳ tế bào để các em dễ nắm cho các cái nội dung phía sau mà chúng ta sẽ được học. Thì chu kỳ là sự lặp đi lặp lại. Chu kỳ tế bào là sự lặp đi lặp lại hay còn gọi là cái vòng tuần hoàn á của các cái sự kiện diễn ra của một tế bào từ khi tế bào nó phân chia cho đến cái lần phân chia tiếp theo. Và nó sẽ gồm hai cái quá trình, đó chính là kỳ trung gian và quá trình nguyên phân. Thì cái hình ảnh cô đang đưa cho các em thấy á là cái thời gian mà chiếm đa số nó chính là kỳ trung gian. Và cái phần nhỏ còn lại, cái phần chữ M á, thì nó chính là quá trình nguyên phân. Chủ yếu của cái kỳ trung gian này là nó sẽ tổng hợp các cái chất chuẩn bị cho cái sự nhân đôi ADN hay là nhân đôi ADN và tổng hợp các cái chất chuẩn bị cho quá trình nguyên phân. Cái giai đoạn kỳ trung gian là giai đoạn chuẩn bị. Giai đoạn nó là một cái thời kỳ mà sinh trưởng của tế bào. Chu kỳ tế bào thì nó sẽ bao gồm kỳ trung gian, nó sẽ chiếm thời gian nhiều nhất trong cái chu kỳ tế bào là khoảng 90% là cái giai đoạn sinh trưởng của tế bào. Cái quá trình nguyên phân bao gồm có 4 kỳ là kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu những cái diễn biến xảy ra ở kỳ trung gian trước nhé. Những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân. Thì ở kỳ trung gian, cô có một cái tế bào mẹ ban đầu. Các em nhìn thấy cái thành phần của tế bào. Thì ở trong cái tế bào là cái gì? Là khối tế bào chất. Ở trong khối tế bào chất, cái phần hồng hồng này là phần phần nhân. Rồi cái hình mà giống như là cái mặt trời đó chính là trung trung tử. Ở bên trong nhân, các em thấy các cái sợi màu hồng hay là màu xanh. Thì các cái sợi đó được gọi là sợi nhiễm sắc thể. Và cái màu hồng đậm ở trong cái hình này đó chính là nhân con. Thì ở đầu kỳ trung gian là cô sẽ có một tế bào mẹ bình thường như thế này. Nhưng mà cuối kỳ trung gian thì các em thấy có hiện tượng gì xảy ra? Cái trung tử của cô nó đang nhân đôi thành hai cái trung tử. Và hình dạng của nhiễm sắc thể như thế nào? Nó nhân đôi lên, từ trạng thái đơn nó sẽ nhân đôi lên tạo thành trạng thái kép. Ở kỳ trung gian thì sợi nhiễm sắc thể nó ở dạng mảnh, duỗi xoắn. Cuối kỳ trung gian, nhiễm sắc thể nhân đôi thành nhiễm sắc thể kép và trung tử tách thành hai. Các em ghi phần này vào trong tập. Cô sẽ đưa cho các em một đoạn video để chúng ta dễ tưởng tượng hơn. Đây, trung tử đang nhân đôi lên. Và các em thấy hình dạng của nhiễm sắc thể này, nó vẫn đang ở dạng dài, ở dạng mảnh và nó đang duỗi xoắn. Phần tiếp theo đó chính là quá trình nguyên phân. Thì quá trình nguyên phân nó diễn ra với thời gian ngắn, tuy nhiên thì nó diễn ra rất là phức tạp.
với bốn kỳ cơ bản, đó chính là kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Các em hãy quan sát các cái diễn biến của nhiễm sắc thể trong các cái thời kỳ của nguyên phân. Cô sẽ đưa cho các em các cái đoạn video hay là các cái hình vẽ, và sau đó các em sẽ mô tả và hoàn thiện lại cái bản sao. Đây là hình ảnh của cái giai đoạn đầu của kỳ đầu và giai đoạn cuối của kỳ đầu. Thì kỳ đầu là cái phần tiếp theo của kỳ trung gian, nên nhiễm sắc thể nó vẫn ở trạng thái kép. Rồi các em quan sát tiếp cái màng nhân. Cái màng nhân ở giai đoạn đầu và giai đoạn cuối nó có gì khác nhau? Màng nhân nó sẽ dần tiêu biến đi. Lúc nãy cô có giới thiệu thêm với các em ở kỳ trung gian đó là nhân con, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng không nhìn thấy nhân con nữa. Có nghĩa là màng nhân và nhân con nó sẽ tiêu biến. Rồi. Nó sẽ tạo điều kiện cho cái việc mà hình thành cái thoi vô sắc khi mà cái trung tử này nó sẽ di chuyển về hai phía. Được chưa? Trung tử nó di chuyển thì nó sẽ hình thành các cái sợi này được gọi là sợi thoi vô sắc. Và cái hình dạng của nhiễm sắc thể các em chú ý nè. Ở giai đoạn đầu của kỳ đầu thì nhiễm sắc thể nó vẫn ở trạng thái là duỗi xoắn. Nhưng mà ở giai đoạn cuối của kỳ đầu thì nó bắt đầu nó co ngắn và nó có hình thái rõ ràng rồi. Tất nhiên là ở giai đoạn này nó vẫn chưa có co xoắn tối đa đâu nhé, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được cái hình dạng rõ ràng của nó. Các cái nhiễm sắc thể kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn, có hình thái rõ rệt. Màng nhân và nhân con tiêu biến, thoa phân bào xuất hiện. Các cái nhiễm sắc thể kép nó sẽ đính vào cái sợi tơ của thoa phân bào ở tầm động. Các em xem lại cái đoạn video. Đây, trung tử đang di chuyển về hai cực của tế bào và sau đó nó sẽ hình thành nên cái sợi thoi vô sắc. Màng nhân và nhân con nó dần tiêu biến đi và nhiễm sắc thể nó sẽ đính lên cái sợi thoi vô sắc. Tiếp tục vào kỳ giữa thì nhiễm sắc thể nó co ngắn cực đại và nó tạo ra những cái hình dạng đặc trưng cho nhiễm sắc thể. Sau đó nhiễm sắc thể nó sẽ di chuyển về một cái đường thẳng ở bên trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc. Muốn quan sát được cái hình thái của nhiễm sắc thể thì chúng ta sẽ quan sát ở kỳ giữa, vì ở kỳ này nó co ngắn tối đa rồi và nó nằm ở một cái hàng nên là giúp chúng ta dễ quan sát và chúng ta dễ đếm số lượng của nhiễm sắc thể hơn. Các em quan sát video. Đây, nhiễm sắc thể nó đang di chuyển về một cực nằm thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Rồi, ở kỳ sau thì các em nhìn hình các em thấy có hiện tượng gì? Có một cái đường chảy dọc ở chính giữa đúng không? Thì cái nhiễm sắc thể kép của ông ta nó sẽ bị chảy dọc ở tâm động và nó sẽ tách thành hai cái nhiễm sắc thể đơn và phân ly về hai cực của tế bào. Các em nhớ là ở kỳ trung gian thì nhiễm sắc thể nhân đôi thành nhiễm sắc thể kép. Ở kỳ đầu vẫn là nhiễm sắc thể kép. Ở kỳ giữa vẫn là nhiễm sắc thể kép. Nhưng ở kỳ sau các em nhớ đây chính là nhiễm sắc thể đơn nhé. Thì mỗi nhiễm sắc thể kép sẽ chảy dọc ở tâm động và sẽ tách thành hai nhiễm sắc thể đơn phân ly về hai cực của tế bào. Đây, hai cái chromatid này trong từng cái nhiễm sắc thể kép này nó sẽ tách nhau ở tâm động rồi phân ly. Tiếp đến là kỳ cuối. Thì kỳ cuối nó sẽ quay về hình dạng của tế bào giống như ban đầu đúng chưa? Nhưng mà các em thấy nè, cái vách tế bào này nó sẽ co thắt lại. Từ một cái tế bào ban đầu nó sẽ co thắt lại và nó sẽ hình thành nên hai cái tế bào mới. Các em thấy được là gì nữa? Màng nhân và nhân con nó sẽ dần xuất hiện lại. Được chưa? Và cái nhiễm sắc thể của chúng ta nó sẽ như thế nào? Nó sẽ giãn xoắn trở lại dạng là sợi mảnh. Và cuối cùng là tế bào chất nó cũng sẽ phân chia. Đây là giai đoạn kỳ cuối.
Đây. Hình thành nên hai cái tế bào mới. À, các em hãy hoàn thành cái nội dung này vào trong tập. Vậy thì kết quả của quá trình nguyên phân nó sẽ tạo ra được cái gì? Cô sẽ tóm tắt cái quá trình nguyên phân bằng một cái sơ đồ nhiễm sắc thể. Ban đầu chúng ta có một tế bào mẹ có bộ nhiễm sắc thể là 2N. Ở kỳ trung gian thì cái nhiễm sắc thể này nó sẽ nhân đôi lên ở trạng thái kép. Ở kỳ đầu thì vẫn là ở trạng thái kép nhưng mà nó sẽ co ngắn lại. Còn ở kỳ giữa thì nhiễm sắc thể này nó sẽ co ngắn cực đại và nó sẽ tập trung thành một hàng ở ngay mặt phẳng xích đạo của thoát phân bào. Ở kỳ sau thì các nhiễm sắc thể này nó sẽ tách ra thành hai cái nhiễm sắc thể đơn và ở kỳ cuối thì nó sẽ hình thành nên hai cái tế bào con. Các em chú ý là cái tế bào con này nó sẽ giống y chang nhau và giống cái tế bào mẹ. Vậy thì kết quả của quá trình nguyên phân là từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra hai tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và giống như tế bào mẹ. Thì một tế bào mẹ tạo ra hai tế bào con, hai tế bào mẹ thì sẽ tạo ra bốn tế bào con, ba tế bào mẹ thì sẽ tạo ra tám tế bào con. Tương tự, bốn tế bào mẹ thì sẽ tạo ra 16 tế bào con thì nó sẽ theo công thức của chúng ta đó là 2 mũ n, trong đó n là số lần nguyên phân. Cô lấy ví dụ nè, cô có một tế bào nhưng mà nó nguyên phân 6 lần, vậy thì số tế bào con tạo ra là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ áp dụng công thức chúng ta tính đó là 2 mũ 6 và nó sẽ bằng 64 tế bào con, được chưa? Phần này các em chép vào trong tập nhé. Vậy thì quá trình nguyên phân nó có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của chúng ta? Chúng ta sang phần 2 nhỏ, ý nghĩa của nguyên phân. Nguyên phân là một cái phương thức mà nó là một cái hình thức sinh sản của tế bào. Cơ thể đa bào nó sẽ lớn lên thông qua cái quá trình, đó chính là quá trình nguyên phân. Và nguyên phân nó sẽ truyền đạt lại và nó sẽ ổn định lại bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài thông qua các cái thế hệ tế bào và cơ thể. Đây, nhờ quá trình nguyên phân mà các cái tế bào nó sẽ nhân đôi liên tiếp và nó sẽ tạo ra những cái tế bào con. Thì từ một cái cơ quan sinh dưỡng ban đầu nó sẽ tạo ra nhiều cái cơ thể mà những cái cơ thể này nó sẽ giống nhau và giống cái cây mẹ ban đầu. Được chưa? Thì đây chính là quá trình nguyên phân. Hoặc là người ta sẽ dùng trong cái việc mà nuôi cấy mô thực vật trong ống nghiệm. Thực vật tại sao nó lại to lên hay là tại sao nó lại cao? Thì chính là sự phân chia của tế bào và ứng dụng của nó chính là nguyên phân. Các em thấy con này quen không? Đây là hiện tượng gì? Mọc đuôi đúng không? Mọc đuôi của thằn lằn. Hoặc là cái con tắc kè sau khi bị bứt đuôi thì nó sẽ mọc lại cái chiếc đuôi mới. Đây là một cái hiện tượng tái sinh mà nó cũng được ứng dụng của quá trình nguyên phân. Có nghĩa là những cái tế bào này nó sẽ nhân đôi, nhân đôi, nhân đôi liên tiếp lên để tạo ra những cái phần mà mất mát của nó. Rồi, cũng chính nhờ cái hiện tượng chính nhờ cái quá trình nguyên phân này mà giúp chúng ta giải thích là tại sao con người lại có sự sinh trưởng, có sự lớn lên như vậy. Ban đầu khi mà chúng ta sinh ra chúng ta chỉ có 3-4 kg thôi, nhưng mà đến cái giai đoạn người trưởng thành á là có người khoảng 40 kg, 50 kg, 60 kg. Đó chính là sự tăng trưởng về chiều cao và về cân nặng. Đây cũng chính là do quá trình nguyên phân đã tạo ra. Vậy thì nguyên phân giúp cơ thể chúng ta lớn lên. Khi mà cơ thể lớn lên đến một giai đoạn, một cái giới hạn nào đó, thì nguyên phân vẫn tiếp tục tạo ra tế bào mới thay thế cho tế bào già chết đi. Nguyên phân sẽ duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào. Nguyên phân là cơ sở cho sự sinh sản vô tính. Các em ghi phần này vào trong tập.
Cô sẽ tóm tắt cái phần học của ngày hôm nay của chúng ta lại. Hôm nay chúng ta đang học về quá trình nguyên phân. Chúng ta thông qua hai cái nội dung chính, đó chính là diễn biến của quá trình nguyên phân và ý nghĩa của quá trình nguyên phân. Về phần diễn biến thì nó sẽ bao gồm có kỳ trung gian và quá trình nguyên phân. Đó bao gồm có kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Ở kỳ đầu, nhiễm sắc thể ở trạng thái kép, nó sẽ co ngắn và đóng xoắn lại. Ở kỳ giữa, nhiễm sắc thể vẫn là ở trạng thái kép. Nhiễm sắc thể nó sẽ đóng xoắn cực đại và xếp thành một hàng tại mặt phẳng xích đạo của thoa phân bào. Ở kỳ sau thì nhiễm sắc thể sẽ ở trạng thái đơn, nó sẽ tháo xoắn và di chuyển về hai cực của tế bào. Kỳ cuối thì nhiễm sắc thể ở trạng thái đơn và màng nhân và nhân con nó sẽ được hình thành. Về phần ý nghĩa, nguyên phân nó sẽ làm cho cơ thể lớn lên, sẽ sinh trưởng và phát triển, và nguyên phân nó sẽ duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài. Các em hãy điền vào ô trống các cái kỳ của quá trình nguyên phân. Cái hình thứ nhất, các em thấy là các cái nhiễm sắc thể này nó đang di chuyển, nó đang bị tách ra đúng không? Bị kéo về hai cực của tế bào, nên hình số 1 chính là ở kỳ kỳ sau. Hình số 2 nó đã tạo ra hai cái tế bào rồi, vách ngăn nó đang xuất hiện đây. Vậy thì cái hình số 2 đang ở kỳ kỳ cuối. Hình số 3, nhiễm sắc thể nó đang giãn xoắn ở dạng sợi mảnh, thì kỳ này sẽ là kỳ trung gian. Ở dạng thứ tư chúng ta sẽ dễ nhìn thấy nhất, đó là nhiễm sắc thể nó đang tập trung tại một hàng tại mặt phẳng xích đạo, thì nó ở kỳ kỳ giữa. Đây, nhiễm sắc thể ở kỳ đầu, được chưa? Sự phân chia vật chất di truyền trong quá trình nguyên phân thực sự xảy ra ở kỳ nào? Kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau hay kỳ cuối? Cái sự phân chia vật chất di truyền nó sẽ bắt đầu, nó diễn ra và thực sự diễn ra ở kỳ sau, được chưa nào? Ở ruồi giấm 2N bằng 8, một tế bào ruồi giấm đang ở kỳ sau của nguyên phân. Số nhiễm sắc thể trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau? 2N bằng 8 và người ta đang hỏi chúng ta là ở kỳ sau. Thì kỳ sau nhiễm sắc thể nó đang ở trạng thái gì? Đang ở trạng thái đơn. Nhưng mà ở kỳ đầu, kỳ trung gian, kỳ đầu, kỳ giữa thì nhiễm sắc thể nó đang trạng thái gì? Kép và nó đã được nhân đôi lên rồi. Nhưng ở kỳ sau nó chưa chưa được tách ra nên là cái số lượng của nó sẽ là 16, được chưa? Hướng dẫn về nhà thì về nhà các em hãy học bài và làm bài tập trắc nghiệm theo cái link Google Form mà cô sẽ gửi thông qua cái trang trực tuyến lớp học.hcm.edu.vn và các em hãy đọc và xem trước cái phần giảm phân. Thì bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.